cháu đi rồi. Ăn gì? Cháu. Cháu đi ăn cơm. Tí nữa ăn. Cơm cơm đi. Không. Không cơm ăn. Không. Ăn cháu sẽ đến điện cho ăn lại. Ăn này mà cứ nguội nguội tí nữa về mình nấu lại. Hân mà nó vừa nấu ở đấy thì nấu lại. Nấu thì có ăn nấu sôi thì cũng đưa rồi. Tổ chưa ăn chung chung xào thì. Trời ơi, bên nhà tao còn hai nọ, tao không ăn đến.